Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình quay trở lại kênh với một cái đề tài, đó chính là nếu mà củ phát 3 pha mà mình sử dụng cái điện 1 pha thì mình sử dụng như thế nào thì là nó chính xác nhất nhé, và nó mang lại cái công suất lớn nhất cho mình. Đó thì tiện ở đây thì cái củ phát điện, một cái củ phát điện mình đang tính chuyển điện thành 308 để mình sẽ giao cho khách. Thế thì ở đây nó sẽ đầu tiên mình cần phải xác định nó là đang đấu theo cái sơ đồ nào. Ở đây thì là cái củ phát này là có công suất là 20 kVA. 20 kVA nếu chúng ta sử dụng một pha thì nó sẽ được khoảng 15 kg ở đấy, 15k, khoảng 15k nhá anh em nhá. Cái sở dĩ nó lại được có 15k khi sử dụng điện 220 tại vì nó không sử dụng hết 3 cuộn dây ấy. Ở đây thì mình được biết là mình sẽ thông thường máy 3 pha nó sẽ có 3 cuộn dây, và mình sẽ xác định xem nó đang lắp vào cái sơ đồ như nào. Ở đây mình sẽ vẽ một cái sơ đồ này, mình đang vẽ dở mà vừa rồi mình quay nó lại đang không có cái âm thanh. Đây mình sẽ vẽ lại. Ở đây là mình sẽ có một cái sơ đồ, như cái sơ đồ kia là mình nó đang có là 6 cái đầu dây anh em ạ. 6 đầu dây đây. 6 đầu dây từ cục phát ra. Đấy, 6 cục đầu dây đây. Và ở đây thì mình sẽ 6 đầu dây nó lắp theo sơ đồ hình tam giác. Hình tam giác thì cái sơ đồ đây là cái sơ đồ kinh điển rồi. Cái sơ đồ này sơ đồ kinh điển ở trong ngành điện, nếu mà anh em nào học, bất kỳ anh em nào học trong trong ngành điện thì đều phải biết được cái sơ đồ này. Chúng ta đều phải biết được cái sơ đồ này, hoặc là nó được dạy trong lớp vật lý. Vật lý là cấp 2 hoặc là cấp 3 rồi đấy, hình như cấp 3 rồi đấy, nó được có cái sơ đồ này rồi nhá. Anh em có thể tham khảo về cái sơ đồ đấu hình tam giác. Mỗi một cuộn dây của nó thì nó sẽ ra cái điện được 220, điện 220. Như vậy là mình sẽ đấu vào cái đầu cuộn dây nọ thì nối với đầu với lại cuối cuộn dây kia. Nó lắp thành một cái vòng tròn như này. Đó, cái vòng tròn như này. Và mình sẽ có 3 cái đầu dây này, chúng ta sử dụng điện ở đây. Đấy. Thì đây, cụ thể chi tiết thì nó sẽ đi vào việc luôn này. Ở đây mình sẽ thấy là các cuộn dây của nó này. Các cuộn dây này thì nó sẽ được đấu, các cuộn dây được đấu chéo với nhau nhá. Đấu chéo với nhau. Đấy, đấu chéo với nhau như này. Đây là một cuộn dây này, đây là cuộn dây và đây là cuộn dây. Đấy thì cái đầu của nó lắp với cuối cuộn kia. Thì đây thì ở cái củ này họ đã đấu sẵn ra cho mình cái điện là 3 pha 200V. Nếu trường hợp chúng ta sử dụng điện 220 thì mình sẽ lấy một trong ba cực đấy ra. Là chúng ta dùng 220, hoặc là chúng ta có thể là lấy một lấy chia làm hai nhánh tải, chúng ta lấy một cái dây làm dây chung và hai đường thì mình sẽ đưa ra làm hai cái nhánh tải để chúng ta sử dụng, thì chúng ta phát huy được hết cái phần công suất, của cái củ phát điện như này. Nếu mà chúng ta chia được hai nhánh tải thì tốt hơn nhá, hoặc là được ba nhánh tải thì tốt nữa. Vấn đề ở đây chúng ta sử dụng, nếu mà chúng ta dùng cái điện 220 như thế này á thì mình dùng cái nào thì là tốt nhất, ta dùng hai cực này hay là hai cực này. Theo anh em thì anh em thấy là hai cực nào thì tốt nhất. Rồi và bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em. Anh em mà có cái ý kiến của mình ấy về dùng hai cực nào thì anh em có thể để lại bình luận ở bên dưới để mọi người cùng tham khảo. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách để chúng ta sử dụng được cái tối ưu hóa nhất để lấy hai cái cực ra để mình dùng nhá. Rồi bây giờ mình xác định ở đây mình nhìn này. Trong này anh em thấy là có một cái điều gì đặc biệt ạ? Trong các cái đầu dây này. Không biết anh em có phát hiện ra được là những cái đầu dây này nó sẽ có hai, mỗi cái dây này nó sẽ có hai sợi này. Cái dây này có hai sợi này. Đấy. Thế bản chất thì hai cái sợi này nó đi đâu? Hai cái sợi này chính là hai cái sợi để nó đưa về cái mạch AVR hay là mạch kích từ ở đây. Mục đích của nó đưa về như thế thì để nó lấy cái điện nó về, nó làm cái điện áp so sánh ấy. Nó biết là cái điện áp đầu ra thực tế là bao nhiêu vôn và nó sẽ điều chỉnh cái dòng kích để mình có được cái điện áp luôn luôn ổn định. Tải nhiều hay tải ít thì nó vẫn phải là một cái điện áp cố định. Đó. Thế thì bây giờ mình sẽ lấy điện ra xài đâu thì hợp lý ạ. Nếu mình lấy ở đây á, lấy ở đây thì sao? Thì cái điện bản chất là nó sẽ lấy cái điện 220 về nhá. Anh em nhìn thấy nó lấy ở cái cực này và cực này thì nó là để lấy điện 220 về. Nó lấy điện 220 về. Nếu mà chúng ta sử dụng ở hai cực này thì sao ạ? Thì cái mạch AVR nó sẽ không đo được cái điện của hai cực này. Nó đo điện hai cực này nhưng mà thực tế là mình tải dùng ở đây nên cái điện áp lên nó sụt xuống và nó sẽ làm cho mình là bị tụt áp với anh em nhá. Bị tụt áp dùng không đủ điện. Nên là chúng ta mà sử dụng điện 220 thì là mình sẽ sử dụng ở đâu ạ? Sử dụng ở hai cực mà được gắn cái điện về cái mạch AVR, đó chính là hai cực ngoài cùng này, chúng ta có hai cái dây. Chúng ta dừng ở đây thì cái AVR nó sẽ đo điện ở hai cực này, và mình thấy cái dây điện đây ạ. Cái dây màu xanh này nó về cái AVR này. Cái dây màu đen nó về cái AVR này. Đấy, nó về cái AVR ở đây. Thì hai cực này chính là hai cái cực để nó đo điện. Thì mình sẽ dùng điện ở đây. Em nhớ nhá, mình sẽ dùng điện ở hai cực có cái gắn AVR này 220. Và khi điện áp nó tụt ra thì nó sẽ thấy điện áp tụt để mà cái AVR nó sẽ điều chỉnh. Bản chất của nó thì nó lấy cái điện áp đây về, nó so sánh và nó điều khiển. Đó.
Thế thì anh em chú ý là lấy đấy. Còn trường hợp mà chúng ta muốn sử dụng thêm một cái pha nữa để phát huy được công suất cả cuộn dây này thì mình sẽ lấy thêm như này. Chúng ta sẽ lấy một cái dây này là dây chung và mình dùng ở dây này ra làm một nhánh tải. Tiếp tục thì chúng ta sẽ dùng thêm một cái nhánh tải bên này nữa. Như vậy chúng ta sẽ có hai cái nhánh tải ở đây, hai nhánh tải nha anh em nhé. Đó, đấy là cái cách anh em là mình sẽ làm thế nào đấy để chúng ta sử dụng được cái điện một pha trong khi mà cái củ phát điện 3 pha. Thì với những cái dòng máy như thế này thì mình thấy là 3 pha thì nó sử dụng được hết toàn bộ 100% cái công suất của cái củ phát, nên là nó sẽ sử dụng được 20 kg. Còn nếu mà chúng ta sử dụng có hai cuộn dây thì nó chỉ được khoảng 15 kg thôi nha anh em. Đây là cái điều mà chắc chắn rồi, chắc chắn thì nó sẽ ra cái công suất như thế đó, nên là một pha chúng ta vẫn có thể dùng được, mà có cái là cái công suất của động đầu phát thì nó không ra được hết thôi, với lại do cách chúng ta đấu nối chúng ta có lấy hết cái điện của ba cực kỳ hay không. Rồi thế bây giờ tiện cái chủ đề đây thì trong cái video này thì mình sẽ cũng sẽ nói với anh em luôn về 3.8 nhá. Chuyển 3.8 thì chúng ta sẽ xả một đầu cuộn dây nha. Chúng ta sẽ xả một đầu cuộn dây đây, khá đơn giản thôi. Mình nghĩ là không thể đơn giản hơn, không thể đơn giản hơn, bất kỳ anh em nào cũng có thể thực hiện được. Là mình sẽ xả cái dây của cái đầu này ra, một đầu này ra. Đấy, chúng ta sẽ xả đầu dây ra. Chúng ta xả hai đầu, đầu nào cũng được hết. Chúng ta xả hai đầu này ra. Thì nó có hai cách để anh em thực hiện. Cách đầu tiên á, là mình sẽ chuyển cái cầu đấy. Ví dụ như là chúng ta có thể chuyển cái cầu nhá. Chúng ta chuyển cầu từ quay dọc thì chúng ta quay ngang. Để mình tháo ra mình thực hiện cho anh em luôn. Anh em chú ý vào cái phần này. Cái đầu tiên thì là mình sẽ tháo hết cái phần ốc này ra thôi. Nó đơn giản, dễ thực hiện, chắc chắn là anh em làm được. Anh em nào mà theo dõi cái video này, hết cái video này là anh em sẽ thực hiện được cái này nhá. Đây, mình tháo hết mấy cái đầu cực này ra. Với cái loại này là những cái loại mà nó đã thiết kế sẵn ở trong cái cổ phát rồi, thì mình có thể chuyển đổi rất là dễ dàng. Một số cái của hãng của Nhật mà nó đưa cái đầu dây ra ngoài ấy, thì mình cũng làm được như này. Những cái củ của Ý hoặc của Mỹ ở đấy thì nó sẽ đưa cái cầu như này để chúng ta có thể chuyển đổi ở đây. Sau khi mình tháo hết cái phần này ra, tháo hết ra nhá, mình tháo hết ra này, đấy, tháo hết cái này, cẩn thận cái lòng đen nó rớt vào trong. Đấy, mình sẽ có cái đầu dây độc lập ở đây. Thì bây giờ nó có hai cách, một là chúng ta sẽ giữ nguyên một đầu như này, chúng ta sẽ nhấc mấy cái đầu này đặt vào nhau và một cọc cọc mát ở đấy, chúng ta nhấc ba cọc vào nhau. Và cọc này là cọc mát và chúng ta sẽ có ba cọc lửa ở đây. Như vậy anh em thấy là cái AVR nó sẽ lấy cái tín hiệu từ điện 220 về, đúng không? Lấy từ một pha này và một pha kia. Nên là khi chúng ta sử dụng, nếu như là đấu nối như này thì là nó sẽ có cái trường hợp là có thể là anh em dùng lệch pha thì nó sẽ dẫn đến điện áp cao và thấp. Điều này là điều chắc chắn xảy ra. Điều này điều chắc chắn xảy ra nhá. Cũng có thể là chúng ta sẽ có những cái loại thì là sử dụng cái điện 3 pha 200 hoặc là sử dụng 3.8 để ổn áp luôn thì nó sẽ ổn định hơn. Ok. Và bây giờ mình có cách thứ hai, thông thường mình sẽ thường xuyên làm cái cách như thế này. Nó rất nhiều cái lòng đen ở dưới này luôn. Rất nhiều lòng đen luôn anh em. Rồi mình tháo bớt ra. Cách thứ hai là mình sẽ chuyển như này này, giữ cái cầu ở đây. Chúng ta sẽ cầu như cái này vào với nhau. Chúng ta sẽ cầu này vào với nhau nhé. Đấy, và chúng ta sẽ có được cái mình làm này cho nó đẹp thôi anh em ạ. Chúng ta sẽ có sơ đồ 3.8 thì trong vòng ít phút thôi. Đấy, mình sẽ có cầu ở đây. Đấy, sở dĩ nó nhiều lòng đen là mình nó dồn ở những cái kia sang thôi. Đó. Và mình sẽ có một cái gọi là dây trung tính. Mình sẽ có một cái dây trung tính. Cọc mà nó nối tất cả những cái này với nhau ấy, thì nó là dây trung tính nhé. Dây trung tính là cái dây nguội đấy. Đấy, như vậy là anh em đã có được cái 3.8 rồi. Ở đây là điện ra 3.8 nha anh em nhé. Và mình sẽ có điện 220. Đây là cách chuyển đổi vô cùng đơn giản mà chắc chắn anh em có thể thực hiện được. Nó không hề phức tạp một tí nào luôn. Đấy, chúng ta có thể tự thực hiện được. Nếu như mà anh em là thợ thì cái video này có thể giúp anh em được là chúng ta có thể là kiếm được tiền từ cái công việc chuyển đổi điện này. Còn đơn này chuyển đổi này nó có giá thành tùy thuộc vào cái mức độ phức tạp cũng như là cái đặc thù công việc đấy, thì nó có thể là từ triệu đến vài triệu đồng để chúng ta có thể thay đổi cái việc chuyển điện như thế này.
Đấy, nên là cũng là một cái anh em nào mà biết cái này có thể là ứng dụng mà chuyển điện cho một ai đó. Khi mà chuyển điện càng đơn giản thì chúng ta càng khó lấy tiền, đúng không? Nên một số anh em thì có thể là làm rất là phức tạp để chúng ta có thể là chuyển điện được. Tuy nhiên thì theo mình thì là thợ ấy, thì một số quan điểm của thợ nhá, chúng ta làm đơn giản thì các bác khách hàng ấy, các bác thì đơn giản các bác không muốn chi trả cho những cái việc đơn giản nữa, nhưng mà thực tế thì các bác cứ muốn phải phức tạp thôi. Thì cái điều này mình thấy là nó hơi vô lý. Thì thông thường thì mình là thợ sửa những cái mà nó phức tạp ấy, nhưng mà mình làm thành đơn giản ấy, thì các bác lại bảo là nó đơn giản dễ quá, thu còn lấy tiền. Nhưng thực tế là nếu mà để một số anh em mà làm thì có thể là rất là mất thời gian và rất là tốn kém. Nhưng mà các bác khách hàng có thể sẵn sàng chi trả cái phần chi phí đó, nhưng mà mình đúng điểm thì có thể là mình sẽ các bác khó có thể chi trả cho mình cái tiền chi phí. Đấy. Ok, chia sẻ nói chuyện vậy thôi chứ việc mình làm thì mình cứ làm thôi. Ở đây thì như vậy là mình đã chuyển đổi cho anh em được cái từ điện 3 pha 200 sang điện 380 rồi. Và mình cái đây là trung tính này, còn đây là điện 380 mình xài thôi. Đấy, nó rất là đơn giản đúng không? Cần một cái khóa 10 thôi và chúng ta có thể thực hiện được. Đây là với những cái sơ đồ đấu nối sẵn. Nếu mà nói về cách đo để kiểm tra thì anh em vẽ cái sơ đồ cái cuộn dây ra thì anh em xác định đầu cuối cuộn dây, sau đó anh em siết vào thì nó sẽ chắc chắn. Nhưng mà mình làm quen rồi ấy, nên là những cái như này hoặc là những cái cục pháp mà anh em nhập về nó y chang vậy, chưa có người can thiệp vào, anh em cứ làm y chang như vậy thôi là chúng ta có thể là đã thực hiện thành công cái việc chuyển đổi điện thôi. Ok, và chúc anh em thành công nhé. Anh em có cái bình luận muốn hỏi mình về cái chủ đề gì đấy thì hãy comment bên dưới để mình có thể là hỗ trợ anh em bằng cái video giúp anh em hiểu rõ hơn và sẽ thực hiện được những công việc của mình một cách tốt nhất. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.